anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Mơ Family Cuộc Sống Malaysia. Lời đầu tiên, Mơ xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Mơ trong suốt thời gian qua nha. Còn nếu như các bạn nào lần đầu tiên xem video clip của mình, xin vui lòng hãy tặng cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển các bạn nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, Mơ muốn giới thiệu với tất cả các bạn một cái món ăn mà thường ngày trong gia đình Mơ, thường Mơ cũng hay nấu món này. Và cái món này thì mỗi khi nấu thì các bé nhà Mơ rất là thích. Mơ nghĩ là các bạn cũng thích. Mơ muốn chia sẻ đến với các bạn món ăn này, nguyên liệu rất là dễ tìm và rất là đơn giản. Đó là đậu đỗ xào với lại khoai tây và thịt băm. Thì đậu đỗ và khoai tây chính là nguyên liệu chính nha các bạn. Đây, đậu đỗ và khoai tây. Kế đến là thịt ba rọi. Thì Mơ có một chút thịt ba rọi ha. Cái gia vị mà Mơ để mà cho cái món ăn đó thì gồm có dâu hào nè, nước tương và có một chút xíu giấm. Vậy thôi. Kế đến là gồm có tỏi nè, gừng và hành lá. Nguyên liệu rất là đơn giản đúng không? Và bây giờ Mơ mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn hãy cùng Mơ thực hiện cái món ăn này nhé. Sau khi rửa xong thì chúng ta đem đi xào thôi. Và đến bây giờ thì Mơ cắt thịt ba rọi ra nha. Mơ thích cắt bằng tay và tự băm thì vẫn hay hơn, tại vì Mơ không thích bỏ vào máy, nhiều lúc xay thì nó nhuyễn hơn á. Đây, băm như vậy, băm vừa tay là được. Sau khi chúng ta băm xong thì để riêng qua một cái dĩa ha. Và kế đến đây là tỏi nè, hành lá và gừng. Thì tất cả chúng ta đều băm nhuyễn ra nha. Tỏi thì trước khi băm chúng ta nên đập cho nó dập đi, nó bể đi. Thì khi mình nấu nó sẽ thơm hơn ha. Và gừng thì cũng vậy.
Chúng ta cắt lát mỏng nè, rồi sau thì cắt nhỏ lại và băm thôi. Và bây giờ đã băm xong rồi, tỏi với lại gừng ha, chúng ta để riêng qua một cái dĩa nha. Và bây giờ kế đến thì chúng ta cắt hành á. Đây, hành lá và hành cộng thì mới bỏ vào mới cắt chung luôn ha, để tí nữa mình để vào mình xào cho nó thơm đó. Cứ cắt như vậy cho đến hết là được. Và đây tất cả nguyên liệu thì mới đã cắt nhuyễn và thịt thì cũng đã băm xong. Thì bây giờ chúng ta dùng một cái chảo nè, để vào khoảng chừng một muỗng dầu ăn ha. Sau khi dầu nóng được một chút thì chúng ta bỏ thịt vào, chúng ta xào. Thịt thì chúng ta cứ xào đều như vậy để cho mà nó ra bớt mỡ trong thịt nha các bạn. Trong lúc xào thì chúng ta để vào chừng 2 giọt giấm nha. Và kế đến chúng ta bỏ hành, gừng và tỏi lúc nãy mà vừa băm xong đó, bây giờ bỏ. Và kế đến là mới để nước tương đặc đó các bạn. Nước tương đặc nó giống như là nước màu ở Việt Nam mình vậy. Nếu như nhà bạn nào mà có nước màu dừa ở Việt Nam mình á thì bỏ vào cũng nhìn cái màu nó cũng đẹp và nó rất là thơm luôn các bạn à. Và cứ thế chúng ta xào đều cho nó ngấm gia vị nha. Đây, sau khi xào khoảng chừng 10 phút thì đã chín rồi. Và chúng ta để ra dĩa. Và chuẩn bị thưởng thức thôi. Thật ra thì Mân nghĩ món ăn này nó cũng rất là đơn giản và bình dân, nhưng mà Mân nghĩ là nó còn nổi tiếng hơn cả những món thịt hay là cá trang trí hoặc là sang trọng. Tại vì tuy là nó bình dân nhưng mà chúng ta có thể ăn thường xuyên và không bị ngán các bạn à. Hy vọng rằng những chia sẻ của Mơ có thể giúp cho các bạn thay đổi khẩu vị của gia đình mình nha.
Và các bạn xem rất là hấp dẫn, dễ thực hiện. Nguyên liệu thì chỉ có xung quanh, rất là dễ tìm đúng không? Đây mơ ăn thử rất là vừa ăn đậm vị chứ cũng không có nhạt nha các bạn. Và video clip của mơ đến đây xin kết thúc. Mơ cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video clip của mơ ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích, xin vui lòng hãy tặng cho mơ một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mơ nhé. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Và hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn trong video clip lần sau nha.